Chào mừng tất cả quý con nông dân mình nha. Thì Nam cũng hôm nay thì anh chủ nhà vườn anh cũng đang tiến hành cắt bơ. Thì bước tiếp theo đó là khi mà cắt bơ xong rồi quý con, thì bắt đầu là mình sẽ phun kích mắc cua. Thì thường thường thì Nam là cắt bơ xong rồi là cỡ khoảng 5 ngày sau, 5-6 ngày thì Nam sẽ tiến hành là phun kích mắc cua. Đó, phun kích mắc cua thì nhằm mục đích là gì? Nghĩa là mình phun để hỗ trợ thêm, để cho cái lượng mắc cua của chúng ta nó được ra gọi là điều trên nhà vườn chúng ta. Đó, như chẳng hạn mình kích mắc cua là mình phun chỉ phun trong lòng thôi. Đó, kích mắc cua phun trong lòng. Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề là cái gì? Vừa kích mắc cua và mình làm luôn cái vấn đề là cho nó sáng cái mắc cua, ba cái mầm ngủ nữa con. Cái mầm ngủ nó sáng. Thì Nam sẽ phun đó là cái siêu giọt hoa. Cái giọt hoa 79 cộng với cái ga hoa đồng lọt. Cộng với ga hoa đồng lọt thì một chai siêu giọt hoa và hai gói ga hoa đồng lọt thì mình sẽ pha được là 2 phi. Mình sẽ xịt trong lòng. Nghĩa là xịt ướt trong lòng hết toàn bộ luôn. Ướt trong lòng luôn. Để mình kích thích cho cái mắt cua, cho nó nhú gà gộ nữa con. Nhú gà gộ. Với hai nữa thì Nam cũng chia sẻ luôn thì thường là mình làm hai cử nha, kích mắt cua nha, cách nhau khoảng 7 ngày. Chứ không phải mình xịt một cử nha. Rồi cái tiếp theo nữa là về cái vấn đề đậy màng phủ á. Thì ở đây thì Nam phiên cho quý con nông dân mình đậy là phải đậy xuống tới cái mương, mé mương giùm cho Nam. Chứ đừng có đậy kiểu hình thức như vậy. Hả, như vậy thì nước mưa hay gì đó nó còn ướt xuống thì rễ chúng ta nó bò ra được nha, nó đi được nha. Nam đã nói rồi là lúc giai đoạn đậy màng phủ là mình phải đậy sao mà cho nó gọi là liếp xuống tới bạn bề mặt mương luôn. Đó, chứ không phải đậy kiểu hình thức gì. Nè. Đó. Đậy như vậy thì ngay chỗ này nó ẩm ướt thì rễ nó sẽ ra được nè quý con. Rễ nó sẽ bò ra đây nè. Nè. Thấy chưa? Rễ nó ẩm ướt ngay chỗ này. Mặc dù là ở đây nè nó khô nè, mình đậy thì nó khô, đất nó khô nè, nhưng mà ở đây nó ướt ướt thì có thể là nó bò ra. Rễ nó bò ra, bởi vì ra gì chúng ta đậy ụp xuống bờ mương luôn. Ụp xuống mương giùm cho Nam luôn. Chứ đậy không phải đậy kiểu hình thức gì. Đậy kiểu gì là rễ nó còn đi được á. Một khi mà rễ nó đi được á thì á là nó sẽ đi sinh trưởng, là nó phát triển đọt. Với hai nữa là năm nay á thì Nam cũng chia sẻ luôn. Một số vườn năm nay làm bông mùa nghịch á, nó có hiện tượng là bị cháy lá. Cháy chót lá như thế này. Đó. Thì vườn này thì Nam cũng đã phun thuốc bệnh rồi. Nam phun một cử rồi. Thì chắc có lẽ là vườn này phải phun thêm một cử nữa. Tại vì thuốc bệnh thì năm nay thì quý con nông dân mình biết đó, cái thời tiết khí hậu thì mỗi năm mỗi khác đúng không? Không phải như năm nào như mỗi năm. Thành ra là cái lượng mà gọi là trái bìa lá nó cũng xuất hiện hơi nhiều. Đó, thì mình sẽ khống chế lại liền. Còn nếu mà trường hợp mình không khống chế lại á thì nó sẽ trái nhiều á. Trái lá nhiều thì nó rụng thì dẫn đến là khi mà giai đoạn mà nó ra bông đó thì nó nuôi bông nuôi trái nuôi không nổi nha quý con. Nuôi không nổi. Thành ra là thường thường quý con nông dân mình chú ý cho Nam là giai đoạn thường là giai đoạn này á, nếu mà xuất hiện là cái chót lá mà nó hơi bị trái nhẹ đó thì tiến hành là chúng ta sẽ xịt liền giùm cho Nam. Thường thì Nam sẽ xịt đó là cái chai Anwin cộng với cái gói no chat da băng. Ở no chat da băng thì Nam sẽ phun, thì Nam phun là một chai Anwin luôn với một gói no chat da băng thì mình sẽ pha được có khoảng 300 lít nước mình xịt. Để phủ xịt là xịt ở ngoài lá thôi nha. Xịt ở ngoài lá. Còn sau khi cắt bơ xong rồi cỡ khoảng 5 ngày sau á thì Nam sẽ tiến hành là gì? Cho phun kích mắc cua. Phun kích mắc cua. Ở đây kích mắc cua ở đây á thì mình sẽ phun để mà mục đích là gì? Cho cái mắc cua này nè. Những cái mắc cua mầm ngủ này nè cho nó sáng nè quý con. Nó sáng lên nè. Hiện tại giờ á mình mới đậy màng phủ qua. Nó cũng gọi là chưa có sáng lên, thành ra là mình phun để mình cho nó kích cái lượng mắc cua này nè, cho nó sáng lên là cái nhất. Cái thứ hai nữa là ngay chỗ những cái vị trí mà mình cắt ba cành bơ á, cho nó nhú cái mắc cua ra vị trí đó nhanh hơn nha. Thì đó là thường thường thì Nam dùng cái thuật ngữ là kích mắc cua là gì đó. Kích mắc cua thì thường thường mình kích ở vị trí ngay chỗ mấy cái chỗ mà nó nu này nè. Mấy cái nu này nè, mình kích để cho nó nhú mắc cua đều trên vườn lên. Đó. Ngay chỗ vị trí cắt nè. Cắt cành bơ nè. Thấy chưa? Ừ.
này là mình kích hai cử, kích mắt cua hai cử nha. Cách nhau khoảng 7 ngày hoặc là 6 ngày cũng được. Nếu mà điều kiện mà mưa gió này nọ thì có thể là mình sẽ 6 ngày mình sẽ làm một lần, chứ mình không có chờ tới 7 ngày. Thì kích mắt cua thì nhằm mục đích là để hỗ trợ cho cái mắt cua nó được gọi là ra đều trên vườn. Thường thường thì một số anh em nó là xịt làm mầm xong rồi thì xịt bạc lo xong rồi thì ngưng, không có làm gì nữa hết trơn á, đậy màn phủ chờ tiết. Nhưng mà thật chắc là không phải đâu, mình cũng phải kích mắt cua, mình cũng phải xịt kích mắt cua. Thì mà mục đích là gì? Cho những ngay chỗ cái cành bơ này nè, nó sẽ nhú ra đều hơn, nhú mắt cua ra đều. Cái này là cây thái nè, cây thái, cây thái mà cắt bơ thì cắt mạnh nghỉ luôn, còn cây ghi thì cắt dù gì nó đỡ hơn cây thái. Cây thái nó ra bơ cực kỳ nhiều, nội tố của cây thái nó mạnh hơn cây ghi. Bởi vì ra là gì, chúng ta thường thì hằng thái, thì tại sao mà hằng thái á, bông nó sẽ dễ ra hằng ghi, tại vì do là hằng cây trong cái quá trình mình phục hồi cây á, hằng thái này nè, cái bơ nó sẽ nhiều hơn, cái bơ nó nhiều hơn ghi mình rất là nhiều, thành ra là nó ủ mầm sẵn hết trơn rồi. Thì giai đoạn mà làm bông thì hằng thái nó sẽ ra bông dễ hằng ghi, hằng ghi thì cái bơ nó sẽ ít hơn thái. Mà nếu mà trường hợp mà chúng ta không hỗ trợ thêm cái vấn đề là kích mắt cua á, thì cái lúc mà giai đoạn nó nhú á, nó sẽ nhú lọt sọt trên vườn chúng ta. Bởi vì thường thường thì Nam sẽ thường quy trình của bên Nam là tạo mầm xong rồi, lên bạc lo xong rồi thì bắt đầu đi cắt cành bơ, cắt cành bơ xong rồi bắt đầu mình sẽ phun kích mắt cua, phun hai cử liền đó. Thì hôm nay thì bắt đầu là anh chủ nhà vườn cũng cắt bơ, thì bắt đầu là tiến hành là mình sẽ 5-6 ngày sau mình sẽ cho phun cái hàng kích mắt cua. Thì kích mắt cua để nhằm mục đích là gì? Hỗ trợ thêm cho cái lượng mắt cua của chúng ta nó nhú được đều hơn đó. Ba cái mầm ngủ nè, mầm ngủ nó có sẵn hết trơn nè, mầm ngủ nó có sẵn hết trơn rồi. Thì giai đoạn này một là mình đánh thức nó, hai nữa là gì, mình sẽ hỗ trợ thêm cho cái vấn đề nhú mắt cua ra nè. Bữa nay nó ra luôn nè, tức mình nó ra bông luôn hết trơn. Ra luôn nè. Mình xịt tạo mầm hai cử quay ngang bữa nay bắt đầu là nó đối với trường hợp những cái nhánh mà như thế này, cái nhánh này là nhánh đực nè, hay là còn gọi là nhánh vô hiệu nè quý con, thì cái nhánh này ở ngoài đây, cái chót lá ngoài đây nó đang thiếu cái dàn lá đi, thì Nam sẽ chừa lại cái bơ này, Nam sẽ không cắt cái bơ này nha, mà Nam chỉ cắt dài ra tới ngoài vị trí ngoài đây thôi đó. Khi mà trái mang trái thì nằm ở ngoài đây, thì khi mà ăn xong cái cổ trái rồi là cái nhánh này nó sẽ khô chết luôn, thì nữa mình sẽ cắt bỏ nhánh này. Cái thứ hai nữa thì anh em hỏi Nam á là cái nhánh thì mình cắt ra vị trí tới đâu, như chẳng hạn cái nhánh này bự đi đúng không, cái nhánh này bự nè, thì mình cắt ra vị trí tới ngoài đây nè. Đó, tại nhánh bự thì mình cắt ra nó dài một chút, còn đối với trường hợp nhánh nhỏ thì mình cắt cho nó ra ít một chút nữa không, tùy theo nhánh mà mình cắt, có thể là nhánh bự nhánh to mình cắt dài ra, còn nhánh mà ví dụ như nhánh mà hơi nhỏ thì mình cắt vừa tầm thôi. Chung là cũng tùy vào nhánh để mình cắt, chứ không phải là mình nói là nhánh nào mình cũng cắt là cho nó ra ngoài mị dạng ngoài là không được, tùy theo vườn, tùy theo cái nhánh. Với hai nữa là mấy cái nhánh đực á, nó ủ lượng mầm sẵn luôn nè. Thấy chưa, mắt cua nè, nằm sẵn vậy nè, bữa nay nó hơi sáng luôn nè. Thì giờ giai đoạn này là bắt đầu mình, một là mình đánh thức, hai nữa là mình kích cho nó ra đó, kích cho nó ra mắt cua cho ra. Ở đây thì Nam cũng chia sẻ luôn về cái vấn đề cắt cành bơ á. Thí dụ như anh em hỏi Nam là cắt cây kéo như thế này á, thì còn về những cái cây mà lâu năm đi thì nó nằm bị dạng ngoài thì mình dùng sao? Thì thường thường Nam thấy là những vườn của bên Nam thì có cái cây loại là cái lữ hái á, móc á, thì mà anh sẽ giật chứ không phải là mình nói là, tại vì đối với trường hợp cây tơ thì mình cái vị trí mà mình đứng á, mình cắt được á, thì mình cắt cho kỹ một chút, còn vị trí mà mình cắt không được đó thì có thể là quý con nông dân mình lấy cái cây như Nam nói gì đó, cái lữ mà gọi là cái lữ móc á,
chúng ta sẽ móc ra, móc dài dài ra, chứ không phải là Nam nói là cái kéo, cái mình bắt buộc mình phải dùng cái kéo là đâu đúng, nghĩa là tùy vào cái vị trí, nghĩa là ngoài xa quá thì mình đâu có thể nào mà mình lấy cây kéo này mà mình cắt ra tới ngoài xa được, thì bắt buộc là mình phải dùng cái cây cù móc để mình móc. Thì nói chung là tạo mọi điều kiện mình làm sao để cho nó thuận tiện nhất trên nhà vườn chúng ta, chứ không phải Nam nói là ở vị trí thì Nam chỉ là hướng dẫn ví dụ cách cắt như thế nào thôi để cho nó hiệu quả thôi, chứ không phải là mình nói là cắt như vậy chứ cắt là như một số cái cây mà cây khoảng 20-30 năm đi thì mình đâu thể nào mình cắt bằng cây kéo được, không nó xa, nằm nó xa ở ngoài á. Thì ở đây chủ đề đây thì Nam cũng muốn chia sẻ với con nông dân ta về cái vấn đề là kích mắc cua, thì giai đoạn nào là kích mắc cua để cho nó hiệu quả nhất nha. Thôi thì Nam cũng kết thúc video tại đây. Nam cũng cảm ơn tất cả quý con nhà vườn chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã đăng ký kênh ủng hộ giùm cho Nam nha. Mọi thắc mắc hay là cần hỗ trợ kỹ thuật cứ việc liên hệ vào số điện thoại bên Nam. Bên Nam sẽ hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật và cung cấp phân thuốc cho quý con nông dân chúng ta để xử lý làm bông nghịch vụ nha, cho nó hiệu quả nha. Thôi Nam chào tạm biệt nha.